Và thưa vị, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình của Nguyễn Vũ Radio. Và chương trình này chúng tôi đang phát thanh tại thủ đô Washington. Quý vị đang theo dõi qua hai hệ thống nguyenvuradio.com và quý vị cũng đang theo dõi live trên hệ thống YouTube toàn cầu. Hai số điện thoại chương trình này được bảo trợ bởi NVCare. Số điện thoại của NVCare để quý vị giữ lại hay là gọi vào hay là nhắn tin vào những lúc quý vị cần những sản phẩm của NVCare là 571-502-9989. Và cũng số điện thoại này để quý vị tiếp tục ghi danh vào hai ngày trùm đề, tức là ngày 14 và ngày 15 tháng 6. Và chương trình chúng tôi sẽ đóng sổ vào cuối tháng 2. Như chúng tôi đã giới thiệu từ đầu, bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi cuộc phỏng vấn đối với ông Nguyễn Thanh Tú, người đang đi tìm công lý cho cha. Và bắt đầu tôi sẽ gọi số phone. Hy vọng. Chào anh Nguyễn Vũ. Hello, lâu quá. Cả năm trời rồi chưa có dịp phỏng vấn được Nguyễn Thanh Tú. Bữa nay may mắn quá. Nguyễn Thanh Tú khỏe không? Dạ khỏe anh. Ok, khỏe là vui rồi. Ok Nguyễn Thanh Tú. Cũng một năm qua thực ra thì anh Nguyễn Vũ ơi, đang nói live đó anh ha? 100% là live. Ok, như vậy anh cho tôi vài lời. Trước hết xin kính chào khán thính giả của Nguyễn Vũ Radio. Và sẵn đây năm mới chúc mọi người vạn vạn sự như ý. Và cũng chúc anh Nguyễn Vũ như vậy. Ok, rồi. Cũng thay mặt cho thính giả cảm ơn là giờ này thì Nguyễn Thanh Tú đang ở lại ở tại Houston hay là đang còn ở một cái quốc gia nào khác? Vừa trở lại Houston nên đi, đang trên đường đi gặp một cái cơ quan tôi đang làm việc với. Cơ quan gì và Nguyễn Thanh Tú đang làm việc gì? Không được anh, không chia sẻ cái cơ quan này, cái gọi là có thẩm quyền và người tôi gặp có địa vị rất cao. Ok, bây giờ trở lại những chuyện đã qua và những chuyện sắp tới nha. Dạ. Cái dư luận từ lâu nay mặc dù anh không có quan tâm, nhưng mà qua cái dư luận đó, đến giờ này đó, mọi người cái mà họ đang chờ là gì? Cái sự ngã ngũ những gì mà Nguyễn Thanh Tú đưa ra đó, giữa hư và thực nha. Dạ vâng. Thì đến nay đó, giữa hai nguồn dư luận, thì Nguyễn Thanh Tú là cái người tự đánh giá rằng những gì mà Nguyễn Thanh Tú đang đi tìm, những gì Nguyễn Thanh Tú đang điều tra và cái kết quả hiện giờ mà để thuyết phục người nghe nhất mà hôm nay Nguyễn Thanh Tú cần trình bày. Cái việc đầu tiên Nguyễn Thanh Tú cần trình bày là câu chuyện gì đầu tiên? Để tôi nói anh nghe, gần 3 năm nay sau khi cái cuốn phim ra, tôi đi cái việc làm tôi rất là cô đơn và tốn rất là nhiều tiền và thì giờ. Những bước tôi đi rất là kỹ, tại vì tôi không cho họ thoát. Để tôi nói trước về cái băng đảng Việt Tân trước. Okay. Tuần vừa qua chúng tôi lấy cung được của Đỗ Hoàng Điềm. Đây là cái quan trọng nhất trong cái cuộc hành trình này. Là tại sao? Là mục tiêu của tôi là từ lúc đầu làm sao mà lôi băng đảng Việt Tân vào tòa. Khi mà họ vào tòa là họ cái họ làm việc không được, vào tòa rất là yếu. Cái cách mà họ trả lời tôi đã thấy rồi. Khoan. Nguyễn Thanh Tú cho họ chỗ này nè. Yeah. Tuần vừa qua chúng tôi đã lấy cung Đỗ Hoàng Điềm. Ai lấy cung? Và lấy cung là tại đâu? Văn phòng luật sư chúng tôi ở Houston lấy cung của Đỗ Hoàng Điềm. Tức là Đỗ Hoàng Điềm phải trả lời đúng không? Phải trả lời. Okay. Có nghĩa là những lời mà Đỗ Hoàng Điềm nói là chính thức cả, không được thoát. Okay. Anh under oath, anh dưới under oath chứ không phải là thường. Có ok. Nghĩa là, yeah. Tại sao có cuộc hỏi cung này và tại sao mà Đỗ Hoàng Điềm phải trả lời? Tại vì tôi kiện Đỗ Hoàng Điềm. Okay. Đỗ Hoàng Điềm thì Hoàng Điềm theo luật đó thì phải ra, chúng tôi được quyền depose, được quyền lấy cung. Okay. Và lúc mà lấy cung, cái bên cạnh của Đỗ Hoàng Điềm là có luật sư họ bảo vệ, nhưng mà trong cái trường hợp này những cái câu hỏi chúng tôi hỏi họ cho bảo vệ không được. Ví dụ như chúng tôi hỏi về thuế thôi, rất là đơn giản. Mấy chục năm nay các anh thành lập hồi nào? Họ thì Đỗ Hoàng Điềm chắc có nhiều cái tôi không nói được.
thì chưa là xác nhận là 1982 September là tháng 9, 10 tây tháng 9 năm 1982. Rồi có thuế hay không? Có nhiều, tôi không trả lời được nhé, tại vì tôi phải đang đợi cái gọi là tòa cho phép. Thì các anh phải đoán coi họ sẽ trả lời có hay không và có khi nào khai thuế hay không. Nếu không khai thuế ngoài ông Đỗ Hoàng Điềm, còn người khác ở trong băng đảng Thủy Tân có ai lo sợ thuế hay là mướn CPA khai thuế hay không? Chúng tôi hỏi mấy cái câu rất đơn giản. Và chúng tôi hỏi giữa cái dính líu giữa Mặt Trận và Hoàng Cơ Minh với lại Việt Tân khác nhau chỗ nào? Bao nhiêu người đã thành lập, đứng ra thành lập Việt Tân ngày nay? Tôi muốn nói đây là nhiều câu hỏi thì nhiều hơn, tại tôi chưa được phép nói anh Nguy Vũ, hy vọng anh hiểu. Okay. Được phép, tôi chưa được phép nói. Yeah. Cái hành trình chính mà Nguyễn Tấn Tú đang đi, như vậy chúng ta phải nhìn thấy có hai sự kiện. Thứ nhất là sự kiện Nguyễn Tấn Tú đang nhắm vào Việt Tân. Như vậy cái sự kiện thứ hai về cái tình hình, câu chuyện mà Trịnh Hội đưa người Thái Lan vào Canada, thì hai hành trình này có đang song song không? Đúng, song song, bắt buộc phải song song. Tại vì Việt Tân là voice là Việt Tân, thành ra phải luôn luôn là song song. Anh không có thể mà là hai tách ra hai cái được. Để tôi nói tóm tắt lại cho nên cái đưa cái hành trình cái năm 2019 tôi rất là tin cậy là cái năm có nhiều gọi là chấn động. Là tại vì đây là bước đi cuối cùng của tôi. Bước đi cuối cùng là tại sao? Là tại vì ngày nay những cơ quan mà làm việc đã vào, đã đi vào là bắt đầu chúng tôi làm việc với họ rồi đó. Có nhiều, anh nên nhớ là họ mời tôi tới chứ không phải là tôi tới tìm tới họ. Họ mời tới gặp để tôi trình bày và tư vấn cách thức làm sao mà tôi điều tra được những cái này. Tôi đi từ Việt Nam, Thái Lan, Canada tôi rất lâu và ở Mỹ. Nhưng mà Canada có thể là nói năm nay là nơi quốc gia tôi sẽ ở khoảng ít nhất 2-3 tháng sắp tới. Và có rất nhiều hy vọng. Như tôi nói, tôi là những người mà tôi gặp là chức vụ rất cao, rất rất cao trong những cái thẩm quyền đó, trong những cái cơ quan đó. Ok, bây giờ đi từng bước một nha. Dạ. Trở lại về câu chuyện, qua câu chuyện mà thẩm vấn ông Đỗ Hoàng Điềm, như vậy cái vai trò ông Nguyễn Hoàng Điềm là gì của đảng Việt Tân? Đỗ Hoàng Điềm đó ha, là chủ tịch của đảng Việt Tân. Ok, cái mục đích vụ kiện này đối với ông Đỗ Hoàng Điềm, đối với Việt Tân là gì? Là tại vì lúc mà tôi thắng cái sự kiện, ở cái vụ kiện ở California, vừa xong, tôi chưa kịp lên máy bay, họ đưa ra cái gọi là thông cáo. Họ bảo tôi là bị cáo là nếu mà dịch đúng đó là criminal, là tôi thua trận, tôi bị kết tội. Là bị buộc tội rồi, kết tội, buộc rồi xong kết tội luôn. Mà họ biết cái tiếng Việt của họ rành hơn tôi đọc cái bị cáo, tôi nói làm sao mà tôi bị cáo được, cái này là civil case, cái này là dân sự chứ không phải hình sự. Mà họ cố tình họ làm như vậy là chi? Để đánh mất đi cái danh tiếng của tôi. Anh nên nhớ là mấy chục năm nay họ quen là Việt Tân họ push, họ nghĩa là đàn áp ai là người đó im, nhưng mà họ quên là tôi không phải mấy người đó. Thành ra tôi thấy như vậy, đấy là cái cơ hội của tôi, cơ hội rất quý. Là tôi được mang vào để tôi lấy cung. Đối với tôi, lấy cung được cái băng đảng Việt Tân là cái quý nhất. Tại lấy cung họ không làm gì được cả. Phải trả lời, tại vì tôi không có tư cách mà ngồi xuống nói chuyện với họ. Họ sẽ không có ngồi xuống nói chuyện với tôi mà tra khảo như vậy được. Chỉ có phải vào tòa. Bởi như vậy cái chiến lược từ đầu đến nay là phải làm sao lôi họ ra hiện diện. Tại vì họ làm là gọi là Việt Tân là làm việc bất hợp pháp không à. Không có gì cả. Thành ra làm sao mà lôi ra tòa, khi mà lôi ra tòa mọi việc ra hết. Mà mọi việc ra hết nó không có lợi. Tại mọi việc ra hết là nó dính líu vào thuế, má, đồ tiền bạc, đồ kia là chết. Chết Việt Tân hết. Ok. Anh Nguyễn Vũ, tôi muốn nói cái này. Anh nên nhớ mà người ta dùng cái chữ, người ta dùng cái chữ mà Việt Tân làm việc rất tinh vi với lại, cái chữ tinh vi với lại nghệ thuật. Tôi đồng ý. Nhưng mà cái tinh vi nghệ thuật là vì cái sự phản bội của cái truyền thông Việt Nam ở hải ngoại. Đó là cái sự phản bội mới ra tinh vi, còn nếu không thì sẽ hết. Khoan, nếu mà tôi truyền thông là ra hết. Anh nói câu này á, nhiều khi có tôi trong đó nha. Bây giờ tại sao? Ok, cái sự anh cho rằng vì cái sự phản bội của truyền thông Việt, anh chứng minh về điều này, phản bội như thế nào và như thế nào anh cho rằng truyền thông Việt phản bội? Để tôi nói anh nghe.
chẳng hạn như SPTN, for instance. SPTN họ dựng lên mấy cái gọi là nghĩa là họ báo đi đâu cũng có cả, mà họ dựng lên những cái gọi là thỉnh nguyện thư lúc mới đầu ra đó, nhưng mà không ai nói ai đứng sau lưng thỉnh nguyện thư cả, mà họ biết thỉnh nguyện thư đứng sau lưng là ai. Việt Tân, đảng tiếng Việt Tân dựng lên hết cái đó. Ví dụ thứ hai, người Việt đưa lên cái bài viết của Trình Hội mà $100 một tháng, là lúc đó ông Phạm Phú Thiền Giao là chủ nhiệm, như chủ nhiệm chủ bút của tờ báo đó, nói về cái $100 một tháng trả ra một cái đời của một người luật sư hy sinh $100 một tháng. Mà tôi nhìn rất kỹ trong cái đó, tôi đọc, tôi không có đọc về mấy cái họ đưa lên để xỉ vả tôi, nhưng mà tôi nhìn vào cái $100 là họ quên là tôi có cái khiếu mổ xẻ. Tôi nhìn vào cái đó xong tôi nhìn những cái bộ đồ của Trình Hội mặc và những cái đồng hồ, là tôi nói đây là không phải là $100 một tháng, không có chuyện đó. Từ đó nó lòi ra hết, mà im hết, họ không ra. Nên nhớ họ cho họ đồng loại với nhau, họ đánh bóng với nhau rồi đưa lên mà. Đó, anh Nghị Vũ là khác. Anh Nghị Vũ tôi không có bằng lòng, tôi lý do tôi bằng lòng cho anh phỏng vấn là tôi cái quan niệm của tôi khác. Tại vì tôi có gặp anh ở một cái anh có mời tôi tới cái quán phở của anh. Câu đầu tiên anh nói là anh Tú cảm ơn anh. Chúng tôi không ngờ đọc mấy cái này không thể tưởng tượng được. Và là tôi nhớ tôi có trả lời lúc bây giờ tiếng Việt tôi chưa có rành, thì tôi có nói nhưng mà các anh tiếng Việt rành mà tại sao các anh lại bị lừa gạt. Tôi mới chờ quay lại cộng đồng có mấy tuần thôi là tôi thấy hết rồi. Thì anh mới nói không biết, anh thật sự không biết. Okay. Nhưng mà cái quan trọng và okay. Cái quan trọng là không phải là cái nhìn nhận, cái xác nhận là mình sai, mà managing what happened là anh thay đổi liền, tôi thấy cái đó cái khác. Mời. Okay. Cái chữ mà Nguyễn Tiến Tú cho rằng truyền thông phản bội đó, nhưng mà trong trường hợp này nó khác nha Nguyễn Tiến Tú. Nếu mà trong truyền thông Việt ngữ mà có sự hợp tác đó thì đây không phải là sự phản bội. Thì theo... đồng loại. Ok. Nếu là họ là đồng loại đó. Yeah. Là họ là một chứ tại sao là phản bội được? Như vậy theo Nguyễn Thanh Tú từ lâu nay có nhiều bằng chứng trong tay và bây giờ tôi muốn nghe lại một lần nữa. Vậy thì truyền thông nào mà Nguyễn Thanh Tú tìm ra được những bằng chứng mà cho rằng đồng lõa, và sự đồng lõa này để đạt được mục đích gì? SVTN đơn giản là tại vì Nguyễn Hồng Thuận, Hồng Thuận, tôi không biết có phải tên Nguyễn hay không, cô Hồng Thuận đó là đảng viên của Việt Tân, rất là rõ ràng cổ kiểm tra những cái, không biết tôi dùng từ ngữ có đúng không, mà những cái bài viết là phải qua cổ hết. Vừa rồi tôi đưa lên, tôi đánh Voice rất là mạnh, tại Voice không dám ra ngay ở Canada. Cái cô Hoàng Trần Thanh Tâm, SPTN nhé. Cổ lên cô bảo rằng, nghĩa là không, họ không chứng minh gì được, không đưa gì cả. Thì họ gọi, bảo rằng tôi là, họ nói với nhau trong cái Facebook tôi thấy. Họ đồng loại với nhau tôi thấy mà. Rồi cái cô Khánh Lan, họ đóng kịch với nhau hết. Họ đưa câu hỏi lót nhau tôi thấy. Một trong một cái đạo đức mà tôi thấy là họ nói là bố tôi là cộng sản, vì là cộng sản đáng bị chết. Chết là đáng. Và tôi sau này nếu bị giết cũng đáng luôn. Tôi thấy cái đạo đức không có nè, tình người với người không có, chuyên nghiệp không có. Tại anh là người chuyên nghiệp, không bao giờ mà anh đứng ra anh nói những cái lời đó nói. Tôi chỉ nói về cái đó thôi. Còn những cái bằng chứng tôi thấy rất rõ ràng. Cái tiền mà họ đưa cho Việt Tân, đưa từ SPTN đưa qua Việt Tân tôi thấy rõ hết. Họ lập lên ông Đỗ Phủ, lập lên những cái chương trình qua mặt, đưa qua tiền qua Việt Tân, dựng lên những người mà tôi gọi là tù nhân vô lương tâm, rồi qua đây gây quỹ, rồi mang những người tôi qua đây gọi là mẹ lên đây lên. Mà tôi đã thấy cái đồng tiền hết rồi. Mẹ ở đây anh có biết bao nhiêu mẹ mà không lại lo cho mẹ mình, mang đi từ Việt Nam mấy nghìn miles mang qua đây để lên bàn thờ gọi là mẹ, xin là mẹ. Nghĩa là tôi nhớ tôi ngồi ngay chỗ Houston, tôi ngồi nói chuyện với nhà báo Trần Nhật Phong hỏi tôi cái câu này, anh Tú nghĩ gì về bà gì bên gì mẹ nắm, tôi không thích gọi cái tên mẹ nào cả. Thì tôi nói người đó người của Việt Tân, mà Trần Nhật Phong nó không phải anh, nói các anh có điều tra đâu mà các anh biết. Tôi là điều tra, tôi nắm vẫn cái ngân phiếu lấy tiền từ đâu ra, tôi nói chuyện rồi, mà tôi đã nói chuyện với lại cái cô này nữa, cô này cũng là lúc đó cũng là cũng chưa tránh rồi. Rồi tôi nói không, cũng năn nỉ tôi đừng điều tra Trình Hội. Tôi nói không, tôi làm việc tôi chỉ biết sự thật, tôi không có nghe ai cả. Tôi đang rất là sợ. Đi cái trạm giọng đời về lên ca tụng bà này bà qua đây vì kinh tế, bà dùng cái chữ bất đắc dĩ.
Bà nói là bất đắc dĩ bà mang con nguyên cả gia đình bất đắc dĩ. Tôi hỏi, tôi thắc mắc, nếu mà các anh tranh đấu tại sao không ở Việt Nam? Tại vì tranh đấu đòi hỏi cái sự hy sinh. Là các anh đã chấp nhận cái hy sinh đó rồi. Mà đây cho anh tranh đấu để mua vé đi ra Mỹ. Tôi nhìn tôi cô buồn cười khi không đi mang người mẹ về gọi là mẹ. Mẹ bên mình không gọi, gọi bà để bà mẹ. Mời anh. Như vậy là Nguyễn Anh Tú không có gọi mẹ phải không? Không, bà phải cho các tôi chứ. Với lại cái người thứ hai tôi nói anh ông Nguyễn Văn Khanh này. Nguyễn Văn Khanh đưa cái số tiền, nghĩa là secure cái gần 500.000 đưa cho FA, đưa cho Việt Tân. Ừ. Rồi ngày nay ông Nguyễn Văn Khanh làm cho ai? Ông Nguyễn Văn Khanh làm cho Voice. Voice là gì? Voice là của Việt Tân. Có phải là đồng lõa với nhau không? Tôi không biết cái từ ngữ là dùng cái gì. Cái tiếng Anh gọi là conspiracy, conspire đó. Là tôi không biết gì ra tiếng Việt là gì, nhưng mà tôi dùng có thể là sai thì anh tiếng Việt anh rành anh hướng dẫn chính hay nghĩa là hết chữ dịch. Tôi không biết sao hết chữ để dịch. Ok, bây giờ trở lại nè ông Nguyễn Anh Tú, thực sự những điều mà Nguyễn Anh Tú đang trình bày và nhất là có một cuộc thẩm vấn đó, như vậy hiện nay trong tay của Nguyễn Anh Tú có bao nhiêu bằng chứng nha mà để Nguyễn Anh Tú tin rằng, để thuyết phục được người nghe và để họ ủng hộ cái hành trình của Nguyễn Anh Tú đang đi, tức là bao nhiêu bằng chứng mà Nguyễn Anh Tú đang nắm trong tay mà đó rằng đó là sức mạnh và đó là lợi thế của Nguyễn Anh Tú. Đối với tôi đó, cái bằng chứng mà tôi trình bày cho cộng đồng Việt Nam không quan trọng. À, tại sao? Vì cộng đồng Việt Nam không có thẩm quyền. Tôi phải thực tế là như vậy. Cái quan trọng là tôi có thuyết phục được những cái thẩm quyền mà những cơ quan tôi làm việc ở đó. Yes. Cái đó là cái quan trọng. Nào, tôi chỉ nói như vậy thôi. Ngồi trước mặt những người đó nói tôi cái câu này. Phải có người ở tù. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Tôi làm việc với mấy quốc gia. Bốn quốc gia. Việt Nam. Ở Việt Nam không có, Việt Nam không có giúp tôi gì cả. Nói cho ngay Việt Nam, tôi nói sơ một tí. Tôi nói những gì tôi nói đây, tôi biết nhiều người không ở hải ngoại, không muốn nhìn sự thật. Nhưng mà Việt Nam tôi về tôi cần những giấy tờ thì chính phủ Việt Nam không, hoàn toàn không giúp, là tại vì họ nói cái privacy, cái đó là đúng, cái đó rất là đúng, tôi phải đi qua Tổng lãnh sự Mỹ để lấy. Thì họ nói như vậy cái đúng, cho thấy là tại Việt Nam 30 năm sau, 30 năm trước Việt Nam ngày nay là khác, tại vì họ có luật lệ, luật pháp nó đâu ra đó, thì tôi đó tôi respect. Nhưng mà những cái nước như là Thái Lan, Canada và nước Mỹ, tôi có nhiều rất là ủng hộ, mà như tôi nói thẩm quyền cao chứ không phải là mấy cái anh mà nhỏ nhỏ. Còn những cái bằng chứng tôi trình bày, tôi đã trình bày, tôi không chia sẻ được với cộng đồng Việt Nam. Như tôi nói tôi xin lỗi, là tại vì nó không có lợi gì cả. Cái quan trọng là những cái thẩm quyền đó thôi. Và tôi rất là tự tin cậy là năm nay là cái năm nhiều chấn động. Anh phải đặt câu hỏi video vừa tôi đưa ra, tại sao trình họ không lên tiếng nữa. Lọc KC không lên tiếng nữa. Lộc KC là Nam Lộc, nếu mấy người không biết là ai, Lộc KC là Nam Lộc. Cái gì? Lộc gì? Lộc gì? Lộc KC, lý do tôi gọi Lộc KC đó là chỗ nào mà có tiền là có Lộc K, Lộc, ông Lộc, ông Nam Lộc. Tại vì tôi thấy ông nói là ông tranh đấu cho này kia, nhưng mà chỉ khi nào cái chỗ đó có tiền mà thôi, tôi thích gọi ông tên Lộc KC, nếu mấy người khán thính giả mà không biết. Ok. Là Nam Lộc. Ok. Toàn bộ câu chuyện nãy giờ đó là Nguyễn Anh Tú đang tập trung vào vấn đề truyền thông, đồng lõa và Việt Tân, nhưng mà chưa có dính dáng về câu chuyện trịnh hội, vấn đề Thái Lan, vấn đề những người đến định cư tại Canada, chưa có nghe. Để tôi nói sơ cho nghe. Bắt đầu. Tôi nói rất là gọn. Những người mà họ mang vào một cái danh sách 108 người đó, là cái đó là chính phủ Canada vì nhân đạo. Anh nên nhớ chính họ nhìn cái chuyện cái trong cái phỏng vấn 2013, chính họ nhìn cái đó, đây là vì nhân đạo họ mang vào trong cái danh sách 108 người. Mà trong danh sách đó tôi đã thấy ít nhất 35 người là đại gia của Việt Nam, là những người có tiền, giàu hơn anh Vũ và tôi và luôn cả khán thính giả anh nữa. Tôi đã gặp và phỏng vấn mà tôi đi undercover, là họ không biết tôi là ai, mà là như vậy. Khi mà họ bay qua Canada, họ bay thẳng qua Thái Lan rồi từ đó đi qua Canada, xong vòng trở lại Việt Nam, đi mỗi năm về Việt Nam ăn Tết, không phải chỉ ăn Tết, mà họ có business ở Việt Nam, là họ tiếp tục làm việc ở đó. Cái câu hỏi thứ hai tôi hỏi là như vậy, nếu mà các anh vô tổ quốc, hoặc là lưu lạc xứ người như ông Lộc KC, ông nói đó,
thì tại sao các anh trong tay các anh lại nắm cái gọi là hộ chiếu của Việt Nam? Hộ chiếu chứng minh là các anh không chưa bao giờ vô tổ quốc, mà anh có tổ quốc, anh là công dân Việt Nam. Thì rồi đã như vậy thì anh có người làm việc ở Việt Nam rồi đó. Mà cái tức quan trọng nhất bây giờ tôi chưa nói đó, là khi những người mà qua tới Việt Nam mà gọi là vô tổ quốc qua bên Canada đó, người Canada họ phát, anh họ gọi là chính phủ Canada đưa anh cái gọi là Canada, giống như cái passport vậy đó, Canada Travel Document, đúng vậy. Anh được quyền đi đủ hết những cái quốc gia khác ngoại trừ Việt Nam. Nếu như vậy, như vậy tại sao mấy người này lấy quyền gì mà về Việt Nam được? Là tại vì họ là chưa bao giờ vô tổ quốc, họ cầm trong tay họ là cái hộ chiếu Việt Nam. Nó đơn giản mà tôi đã nắm vững tiền đâu rồi, chẳng những không phải là chỉ đưa người vào, tôi nói nhé, không phải là đưa người lậu vào, mà họ làm đám cưới giả, con giả của đại gia. Đây là những người mà họ nói họ chống lại gọi là cộng sản rồi nè, là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Làm sao mà chính phủ đâu có chuyện mà chính phủ Việt Nam mà harass là dọa mấy người này, không có chuyện đó, không có. Anh nên nhớ tôi về tôi chưa cho ra những cái video khác, là tại vì cái đó sự yêu cầu của những cơ quan, tôi nói khoan, họ nói khoan để chúng tôi làm cho việc cho chúng tôi một thời gian. Không thôi tôi cho ra hết, là chỉ nói sơ sơ anh thấy cái cách thức mà tôi extract cái information của mấy người đó, họ tình nguyện đưa hết. Ok, cái câu chuyện mà Nguyễn Anh Tú đi về Việt Nam và vào cái nhà hàng phỏng vấn mấy cô nhân viên của nhà hàng của cái anh chàng Dũng gì đó, bây giờ Dũng Loa. Dũng Loa, Nguyễn Anh Tú có thể trình bày câu chuyện đó về Dũng Loa. Thì anh Dũng Loa đó, thì tôi để ý ảnh lúc về anh trong cái Facebook tôi coi, tôi theo dõi tôi coi rất là kỹ. Là tôi cũng biết là Dũng Loa có một cái công ty du lịch gọi là cái travel gì tôi quên rồi, xin lỗi. Thì tôi về đó tôi giả vờ, tôi gọi điện thoại, tôi muốn mua 5 cái package, 50 package cho 50 người là nhiều lắm nha anh. Okay. Thì lúc bây giờ tôi về, tôi mấy họ sốt sắng, họ là họ muốn giúp tôi liền, nhưng mà tôi nói làm sao tôi biết cái anh là thật sự là cái anh là legit, là chính thức hay là không, rồi tôi đưa tiền tôi mất làm sao. Thì họ nói như vậy tôi cần coi giấy tờ ai là chủ này kia, họ đưa ra ông Dũng Loa. Mà Dũng Loa đây là ông Dũng Loa đáng lẽ là người mà vô tổ quốc đang ở bên Canada, mà họ là khai không phải, ổng xin được cái quốc tịch Canada, xin chứ không phải là người ấy, họ không biết. Rồi nhưng mà lúc bấy giờ tôi đã biết Dũng Loa đã có con và có con gái mang là con có vợ với là con mang qua Cali bên Canada. Lúc bấy giờ tôi biết là vợ giả, và đứa con trai cũng phải con của Dũng Loa, tôi biết đứa con trai là của ai. Nhưng mà tôi hỏi các câu hỏi như vậy, cái người này có bao giờ vô tổ quốc hay không? Mấy người anh nên nhớ trong đó có mấy cậu cười, tại cô cũng như là anh em khùng sao anh hỏi những câu hỏi gì mà vô tổ quốc, có bao giờ lưu lạc xứ người, họ cười nhé. Rồi cái câu tôi hỏi là nhưng mà cái anh này có vợ có con gì chưa, thì nó có, anh có vợ có bao nhiêu con, có một con trai hay con gái, nói con gái. Cái tôi hỏi là con gái không có con trai à, nói con gái, là tôi biết rồi, là những gì tôi đã điều tra là đúng hết, tại vì tôi muốn nghe nói. Và những giấy tờ họ đưa ra cho tôi coi hết, và những cái hộ chiếu của Dũng Loa tôi nằm trong tay tôi hết, tôi thấy biết rồi. Bây giờ anh nên nhớ nha. Okay. Để tôi nói để tôi đính chính cái chuyện này. Okay. Dũng Loa làm việc cho Trịnh Hội, tôi nói rất rõ chuyện đó. Okay. Làm việc cho Trịnh Hội, Dũng Loa supply đưa những người này qua cho Voice đưa qua hết. Ok, tóm lại qua câu chuyện của Dũng Loa, đó là một cái hồ sơ mà Nguyễn Thanh Tú đang đi tìm, và theo Nguyễn Thanh Tú có những bằng chứng để cho rằng cái chuyện Dũng Loa là một người mà do chính Trịnh Hội set up để đưa vào Canada, mà đó không phải là trong một chương trình định cư, đúng không? Rất rõ ràng. Okay. Anh nên nhớ tôi làm việc okay. là đâu ra đó. Tôi làm việc cái gọi là paper trail. Okay. Rồi anh làm paper trail với lại cái tiền, follow the money. Okay. Cái cách thức tôi điều tra nó khác. Yeah. Bây giờ ngoài Dũng Loa ra đó, còn nhân vật nào khác mà Nguyễn Thanh Tú có được trong tay không? Có chứ anh. Nhiều lắm anh. Tôi nói ít nhất 40 người tôi đã thấy hết rồi. 40 người?
là 40 người anh, ba, ít nhất là 35 người anh chàng mà gọi là Nguyễn Việt Trung. Nguyễn Việt Trung là một người businessman mà là anh em của một đảng viên rất cao, đảng viên của Đảng Cộng sản đang làm việc ở Việt Nam. Tôi chuyến đi vừa rồi tôi về tôi coi mà. Tôi hỏi người làng sớm, tôi hỏi, tôi không có hỏi ông đó, tại vì vợ chồng nó biết tôi là ai, cho nên tôi hỏi người hàng xóm có bao giờ Nguyễn Việt Trung về. Mỗi năm Nguyễn Việt Trung về ăn Tết và về làm ăn rất là rõ ràng và mang hết con cái qua bên đây. Tôi thấy những cái việc họ làm tôi thấy hết, họ không thấy, không biết. Tôi về Việt Nam là như vậy. Rồi nhiều nữa, tôi, là cái cách thức mà họ lừa gạt đó, đưa người lậu qua. Thường thường là qua những cái công ty gọi là du lịch. Tại qua đó họ để hay là họ làm hỏa mưu đó, anh không thể nghi được. Tại du lịch mà, họ qua đây hết bằng cách là đi tới đi lui vẫn còn. Những cái cô mà thêm một người nữa là quốc tịch Việt Nam, là giàu có, mở 2-3 chi nhánh du lịch ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Tôi về tôi thấy, và mới vừa về Việt Nam mỗi năm, nghĩa là vừa bay qua 2016, mấy tháng sau quay lại liền, đi ăn Tết liền, ngày khác về Việt Nam tiếp tục làm việc ngay ở đó luôn. Tôi phỏng vấn họ không biết tại sao tôi phỏng vấn mà tôi thuyết phục họ nói chuyện được. Tôi xin lỗi các khán thính giả cái này nha, và anh người Vũ, tôi nói cái này có thể nó không có được lịch sự lắm, nhưng mà phụ nữ đó, tôi mặc khen họ đẹp đó, họ nói hết. Tôi xin lỗi đó, tại vì vô tôi nói cho chị quá xinh, chị có em gái gì không, có ai giới thiệu, để tôi giới thiệu cho bạn bè tôi ở Mỹ này kia. Vừa khen xinh đẹp, họ đưa giấy tờ cho tôi coi hết là xong. Tôi xin lỗi, ok, nhưng mà cái đó cái cách thức tôi làm việc. Ok Nguyễn Thanh Tú, bây giờ trở lại nè, cái câu mà Nguyễn Thanh Tú nói đó nó có rất là tác dụng. That's why mà hiện giờ đó là Nguyễn Thanh Tú có biết đó là Nguyễn Vũ đang là chuyên viên để làm đẹp cho mấy bà không? Cái đó tôi không biết. Thôi như vậy anh, cái này có like không vậy? Nếu mà like bằng cúp đi nhé. Cho nên Vũ hiểu được cái tâm trạng này. Cho nên hiện giờ đó là Vũ đang lo cho mấy bà rất là nhiều, mà không có lo cho mấy ông. Không có lo cho mấy ông. Ok. Bây giờ trở lại nè. Cái hành trình mà Nguyễn Thú đang đi đó nha. Như vậy cộng lại những bằng chứng thì cái hành trình này nó sẽ kết thúc vào giai đoạn nào? Tôi nghĩ là năm 2019. Tức là trong năm nay? Trong năm nay. Ok. Trong năm nay sẽ có người bị bắt và sẽ có người ở. Ok, bây giờ theo Nguyễn Thanh Tú, sự mà từ chức của Trịnh Hội trong cái Voice nha, sẽ không còn một vai trò. Như vậy điều này có phải là do tác động trong cuộc điều tra của Nguyễn Thanh Tú, hay là tự động Trịnh Hội walk out cái Voice? Không, cái này by plan, cái này là từ đó, nghĩa là plan, họ chơi, họ sẵn sàng, họ là plan chứ không phải là tự động anh. Tại vì Trịnh Hội đó, anh nhớ tôi dùng cái từ ngữ bạch tuộc. Khi mà con bạch tuộc nó thấy nó chặt đứt cái vòi, nó thí đi để nó mọc ra cái khác. Đây là cái họ tẩu, nhưng mà tôi không cho thoát. Tẩu có nghĩa là để cho đàn em bị hết rồi tẩu. Giống y hệt như chiến thuật của Việt Tân, tôi thấy rõ ràng như vậy. Là tẩu ra, nhưng mà cái tờ giấy mà gọi là từ chức đó, nó của Trịnh Hội đưa ra những cái bằng chứng mà không nên đưa ra, là tình cờ đưa ra cho tôi thêm nữa, là nói là trong cái lá thư đó họ nói là thành lập năm 2007, nhưng mà từ mấy chục năm nay nó là thành lập năm 1997, có nghĩa là 20 năm thành chích đã thành lại 10 năm thành tích hết rồi. Anh mất đi 10 năm, nhưng mà những khi mà anh điền đơn mà anh xin tiền của chính phủ đó, cái đó là fraud. Cái đó tôi dùng thêm nữa. Thành ra tôi viết thư liền, họ cắt đứt tiền liền rồi đó. Cái đó cái hại cho họ, nghĩa là khôn mà không ngoan. Họ không để ý là những cái cách thức mà tinh vi, gọi là tinh vi mà các anh làm việc đó. Tôi áp dụng cái cách thức làm việc của tôi là theo khoa học. Thành ra cái anh chết hết, cái tinh vi và cái mánh mun hoặc là cái nghệ thuật, cái anh không thoát được tôi. Có thể thoát được cộng đồng Việt Nam chứ không thoát được tôi. Ok. Lúc nãy Nguyễn Thanh Tú có đổi lại cái chuyện đồng lõa của những cơ quan truyền thông Việt, nhưng mà điều này đó cũng cần phải có cái ranh giới, chứ để cho mọi người cứ hiểu là tất cả như vậy. Bây giờ trong những cuộc điều tra, cái hành trình Nguyễn Thanh Tú đang đi và cái bằng chứng, những cơ quan truyền thông nào và những nhân vật nào là đồng lõa? OFA vẫn còn Việt Tân làm việc trong đó, tôi biết.
tôi nắm vững cái đó. Nhưng phải giới thiệu chia sẻ cái người, rồi tiếp tục khoảng 2-3 người trong đó. Tiếp tục Voice America vẫn có tài phạm Phú Thiền Giao ngày nay là giờ nắm vững cái Voice America. Tôi đã thấy hết rồi, tôi đang làm việc để từ tôi đẩy họ ra. Voice of anh America có... tức là có phải là đài VOA không? VOA đúng. Ok rồi. Và tiếp tục BBC là đương nhiên là của Việt Tân rồi. Tiếp tục. Dạ. Rồi anh người Việt thì bây giờ tôi thấy bớt đi một tí, còn SPTN là 100% của Việt Tân. Ok. Không có gì dính líu nữa. Còn ở thời báo ở Canada thì của cái cô Khánh Lan, của Việt Tân hoàn toàn. Tại vì anh nhìn ở trong cái ông tiến sĩ Lê Duy Cấn này kia, thôi tôi điều tra ra là toàn của Việt Tân hết. Cháu rồi Hà Quyên rồi này kia. Vâng, rồi họ nói hết. Rồi anh nên nhớ là tôi căn cứ vào cái hành động, không phải lời nói của anh, tôi căn cứ, tôi follow cái action của Khoan, bây giờ tôi hỏi tiếp. Đó là ở Mỹ nè, Canada anh nè. Anh Nghị Vũ ơi, anh Nghị Vũ, tôi có một cơ quan đang gọi tôi, có thể là tôi phải gọi lại sau tôi xong được không anh? À, được, khoảng bao lâu? Dạ, anh tôi không biết họ gọi, tại vì chúng tôi đang điều tra đó, để tôi gọi. Rồi, lát gọi lại nha. Okay. Tôi gọi lại, xin lỗi nhé. Ok, không sao. Dạ. Đây là cái việc mà tôi phải làm trong lúc mà chờ đợi Nguyễn Anh Tú có trở lại hay không trở lại thì tôi vẫn chờ và để cho Phoenix câu chuyện hôm nay. À, tuy nhiên quý vị, hôm qua đó thì tôi có nhận tổng cộng là ba cái thư. Một lá thư mà tôi rất là ngạc nhiên, tuy nhiên tôi cũng rất là xúc động nha. Tóm lại từ ngày mà tôi làm cái chương trình cho HO hội ngộ với bà Khúc Minh Thơ đó, thì kể từ đó tôi mới nhận rất nhiều món quà mà quý vị đã gửi về nhiều cái nơi rất là xa xăm. Hôm qua tôi nhận một cái thư, có một người chuyển đến, cháu tôi đã nhận từ bên ngoài, tôi không biết của ai cả. Bây giờ tôi mới mở ra nè. Hồi nãy giờ tôi thoáng nhìn qua, đầu tiên là gì, có 500 tiền cash và một lá thư viết những cái chữ rất là hiền hòa, mà là viết bằng tiếng Anh nữa. To Madame Khúc Minh Thơ. Dear Madame, our family including four people. Immigration to the US December 1992 and our life has been changed for better. And we're living in the new condition now. We on way. Thank you. Your work. Đại khái đó, người này viết một lá thư là cảm ơn đến bà Khúc Minh Thơ. Những gì bà đã làm và bà đã giúp cho gia đình này đến nước Mỹ năm 1992. Để rồi đời sống của họ cũng đã thay đổi một cách tốt đẹp từ đó. Và hiện nay, họ có một đời sống trong một điều kiện khá tốt ở một nơi khác. Và họ vẫn tiếp tục nhớ đến cái công ơn này, những gì mà bà đã làm trong cái chương trình HO. Và bà đã giúp cho rất nhiều cựu tù nhân Việt Nam đã có mặt tại Mỹ. And what we have to say now, just thank you. Thank you very much. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn. Và cộng với 500 tiền cash và được gửi đến từ Việt Nam. Và ký tên là Viên Nguyễn. Ok, 500 đô. Như vậy theo lá thư này đó, là một cái gia đình được định cư tại Mỹ từ năm 1992. Nhưng có lẽ giờ này họ đã quay về sống tại Việt Nam và đời sống có vẻ ổn định. Ok. Tiếp tục Nguyễn Thanh Tú. Xin lỗi khán thính giả Nguyễn Vũ Radio và xin lỗi anh Nguyễn Vũ, tại vì cái như tôi nói cái này là đoạn cuối cùng năm nay, cái năm rất là bận rộn, nhiều người gọi lắm. Okay. Nhiều lúc gọi họ hỏi những cái video, những cái này tôi giảng nghĩa ai là ai, những cái nhân vật để cho họ đâu nó ra đó nên tôi xin lỗi. Ok. Rồi bây giờ trở lại Nguyễn Thanh Tú. Hồi nãy trước khi mà Nguyễn Thanh Tú có việc đó,
là lúc đó chúng ta đang nói về cái vấn đề gì lúc đó, Nguyễn Anh Tú còn nhớ không? Hình như về voice phải. Ok, tiếp tục, tiếp tục. À, lúc nãy tôi có nói là những người mà những cái nhân vật mà chính tôi biết hết, tại vì họ mang, anh nên nhớ là cái chuyện đưa người lậu là có cái tội là họ, những cái người lúc tôi đi Thái Lan, cái tội là tội những người mà họ cháo đi mấy người mà gọi là bất hạnh đó, phải kẹt lại. Ok. Tội là tội mấy người đó, anh nên nhớ để tôi nói rõ cho đồng bào trong nước và ở hải ngoại nghe. Cái mục tiêu tôi rất là đơn giản, tôi sẽ tranh đấu đòi hỏi cho những người đó, chính phủ Canada coi xét lại giấy tờ để cho mang mấy người đó qua. Tại mấy người đó là mấy người mà chính phủ Canada muốn giúp, chứ không phải là những cái đại gia kia. Những cái đại gia này tôi nói là đại gia rất là giàu, họ giàu rất là giàu. Tôi bước vô một cái nghĩa là kim cương nhé, họ xe hơi, anh biết sao, tôi không biết, tôi nói ra chắc anh Nguyễn Vũ chưa có, không biết anh có về Việt Nam chứ, mà ở Việt Nam mà anh có chiếc xe hơi mà hơi mà xe đi là anh rất giàu. Trời. À, tại vì anh mua 100.000 ở đây, bên kia anh trả là 500.000 tại thôi thôi à, Tú ơi, đừng có nói cái chuyện tôi nghe tôi mắc cỡ quá. Tôi ở Mỹ mấy chục năm tôi thiệt, tôi vẫn còn mặc, tôi mặc quần áo Goodwill nè, đừng có nói vậy tôi mắc cỡ lắm. Không sao, như vậy anh em mình có hai anh em là được rồi. Đó, tôi nói sơ như vậy nhà, mà chưa nói về những cái nhà mà ở quận 1, quận 2 là tôi biết là giàu hết rồi. Khủng khiếp. Anh biết là tôi bước vào trong đó, tôi phỏng vấn họ. Mà tôi phỏng vấn theo cái kiểu mà tôi dùng iPhone thôi. Ừ. Dùng iPhone, tại lúc mà tôi đi đó, tôi chia sẻ một tí. Lúc tôi đi, tôi có mấy cái anh mà gọi là làm cho đài truyền hình BBC của Mỹ, chứ không phải của Việt Nam. Okay. Là vì tôi không tin cái Việt Nam là, nếu mà anh có dính líu với cộng đồng ở Việt Nam hay ngoại, tôi không tin. Tôi biết họ sẽ phản, tôi biết cái gì mà dính líu vào cộng đồng Việt Nam, tôi hoàn toàn không tin. Tại vì cái đối với tôi, cái đạo đức và cái chuyên nghiệp là quan trọng. Anh này chuyên nghiệp, cho nên anh hiểu ý tôi muốn làm việc. Anh vào, anh dùng cái iPhone mà thôi, thu mà thôi. Tại cái cách thức anh quay rất là hay, mà anh phải giả vờ là anh chơi game nữa. Thành ra cái iPhone mà chúng tôi dùng là cái iPhone XS. Cái đó rất rõ, cái tay không có run. Là chúng tôi đi undercover là cái đó. Họ giàu ơi là giàu, không thể tưởng tượng. Tôi thấy cái này, mọi người thấy cái giàu của họ mà tôi đau thương những người mà bị họ cháo. Mà tôi lúc mà tôi về, lúc mà tôi cái phỏng vấn, cái mỗi khi mà họ đưa ra những cái gọi là họp báo, mà họ cái lỗi lầm của họ là cái họp báo của anh, là anh cho tôi cơ hội mổ xẻ các anh. Trong những cái phỏng vấn mà ông Lộc Ca Xê ông nói đó, ông dùng cái từ ngữ mà lưu lạc ở Việt Nam. Thì tôi có thắc mắc, nếu mà anh lưu lạc ở Việt Nam thì làm sao mà vô tổ quốc? Vô tổ quốc với lại lưu lạc ở Việt Nam hát hoàn toàn cái nghĩa nó khác nhau. Khác nhiều. Mà tôi đã mù chữ rồi, tiếng Việt tôi làm sao mà bằng anh người Vũ hay là ông Lộc Ca Xê được. Thế nên tôi không có biết, nhưng mà ít nhất tôi cũng biết, nếu mà anh lưu lạc ở Việt Nam rồi vô tổ quốc làm cái có chuyện đó. Thế nên ngày xưa thì ông nói lưu lạc xứ người, còn nay đúng vâng anh, ông nói lưu lạc ở Việt Nam. Nhưng mà ông như vậy mà cộng đồng Việt Nam tôi không hiểu mà vẫn tin, thì tôi mới ngạc nhiên. Tôi xin lỗi anh trước nha, tôi thấy rõ ràng họ cho phép bị lừa gạt mà chấp nhận bị lừa gạt mà mấy chục năm nay, trăm phần trăm mà mấy chục năm nay tôi thấy ông Lộc Ca Xê ông ra ông đứng ông nói 43 năm nay cái video ông nói 43 năm nay chúng tôi phải đòi hỏi cộng sản phải trả lại. Chúng tôi phải đòi hỏi các anh phải trả lại, các anh là cái mấy người mà lừa gạt cộng đồng Việt Nam, chứ cộng sản nào ở đây, cộng sản Việt Nam đâu có đưa lậu người qua đâu, các anh là những người đưa lậu người qua. Anh qua mặt mấy chục năm nay tôi thấy thương, cái tôi quay lại tôi giúp vậy mà thôi. Tôi thương cái cộng đồng Việt Nam là chỗ đó, nhưng mà tôi không thương những người mà tự nguyện cho phép bị gạt. Mấy người đó ráng chịu, tôi không thương cả. Mấy anh đó thì ráng chịu. Okay. Anh nên nhớ tôi dùng cái từ ngữ mà, tôi xin lỗi nhé, tôi dùng cái từ ngữ mà ngu là quyền tự do, mà tự do ngu cũng vậy thôi. Nghe cái anh tự do ngu, mời anh. Ok, thực ra đó Ngụy Vũ mới giúp được khoảng 20-30 ngàn người khoảng vài năm nay thôi. Mới giúp được là biết sao không? nhiều lắm đấy. Tức là kéo họ ra đó, nhưng mà hiện giờ đó có những người cũng đang vừa chân trong chân ngoài, tức là nhiều khi đó họ còn tiếc cho nên là kéo chưa có ra được đâu mà không anh Nghi Vũ tôi chia sẻ anh để tôi có nhiều nói chuyện với mấy người hảo tâm đó. Về tâm lý của con người đó, là họ cho nhiều người họ cho họ thành phần trí thức,
Mà nếu mà trí thức tại sao lại bị Trịnh Hội mà lừa gạt trắng trợn với lại bị Nam Lộc Ca Sê lừa gạt như vậy. Không ai muốn nhìn nhận, xác nhận là mình bị lừa gạt. Cái đó về tâm lý. Nhưng mà cái lỗi của họ đó, họ dùng cái chữ trí thức, tôi không đồng ý. Ai dùng chữ trí thức? Ai? Là mấy người, tôi không nói tên được, mấy người hảo tâm họ cho họ là trí thức. Cho họ là thành phần trí thức, thì cái này tôi chia sẻ, tôi không đồng ý. Đối với tôi đó, anh học ra cái bằng thạc sĩ, cái đó cho tôi thấy anh có học thức chứ không phải là trí thức. Con người có thức chưa chắc là có trí, có trí chưa chắc là có thức. Các anh bị lừa gạt là tại vì các anh cho phép bị lừa gạt, nhưng mà không sao. Miễn là anh đã định vậy, anh không nói sao, không sao, đúng. Cái này thì Nguyễn Vũ đang đi trên con đường này, tức là khi mà con người ta đó chưa vấp ngã là một điều quý. Đúng. Nhưng cái quan trọng là gì? Vấp ngã rồi biết đứng lên đó, nó càng quý hơn. Quý hơn. Còn lại. Đúng rồi, tại nào tôi nói tiếng Anh tôi nói như vậy. It's not what you did, it's how you manage what you did. It's more important than what you did. Cái vấn đề là một người mà biết manage cái line đó rất là quan trọng. Rất quan trọng. Nghĩa là anh nhìn nhận anh có lỗi, anh sai. Cái đúng, đó rất hay. Đúng vậy. Anh nên nhớ nha. Cái người mà nhìn nhận tôi sai đó ít lắm, không có người nào mà nhìn nhận tôi sai cả. Ít lắm anh. Tại vì anh sao nhìn nhận mình sai nó rất là khó, cái đó phải tự ái mà. Tóm lại thế này, Nguyễn Thanh Tú, cái thành phần mà đồng lõa đó là Nguyễn Thanh Tú đã đưa ra đầy đủ chưa? Cái thành phần đồng lõa đó tôi nói anh, tại vì thì giờ tôi không có, tôi đưa ra như vậy đủ rồi. Đủ. Nhưng mà cái thành phần đồng lõa đó không quan trọng nữa. Quan trọng đó tôi tập trung vào Voice và Việt Tân. Cái đó quan trọng. Ok. Tại vì tôi đối với tôi Việt Tân là cái con vi trùng của cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và trong nước luôn. Anh nên nhớ là họ chỉ khai thác và trục lợi cho cái lợi cho họ mà thôi. Mọi việc vì đồng tiền mà thôi, chứ không có tranh đấu gì cả. Anh nên nhớ nha. Họ tranh đấu cho cái đồng tiền. Còn tôi nghe thấy Trịnh Hội nói, chúng tôi mang người. No, các anh không có mang người gì cả. Nhưng họ nói về ngày xưa Phi, đó là chính phủ Mỹ mang qua. Những cái đường lối mà các anh làm tôi đã thấy, các anh làm vì tiền mà thôi. Tại vì anh nên nhớ lúc mà tôi lên cái tiếng, tôi nói ba cái nhà mà Lộc Ca Sê ra nói đó, mua nhà để bán nhà, tôi nói cái chuyện này không có. Chưa bao giờ có. Thì Trịnh Hội đổi hướng lên. Trịnh Hội nói không, là vì tôi lấy vợ giàu, vợ anh sạc nghiệp hai lần mà giàu lần như cách ở Mỹ. Thành với việc đó, một khi anh sạc nghiệp ai mà cho anh vay tiền nữa, để anh sạc nghiệp hai lần thì ai giàu được, chuyện nó không có. Tôi đưa ra như vậy họ im hết. Cái mà anh phải thắc mắc là khán thính giả của anh phải nên thắc mắc này. Nếu mà tụ vu khống, những lời tôi nói là vu khống, tại sao Trịnh Hội không kiện? Mà để tôi tiếp tục làm như vậy rất là đơn giản. Đây là những cái, nếu mà tôi không có căn cứ, tại sao không kiện? Tại sao anh phải tiếp tục để tôi nói như vậy? Cái này là phỉ báng. Cái này phải kiện. Rồi mà chẳng những phải kiện mà tôi thách thức Trịnh Hội. Nếu mà Trịnh Hội không kiện, tôi thách thức Voice Canada kiện. Tại sao anh biết họ không kiện không? Sao? Tại vì nếu mà họ ra tòa, tôi sẽ chính thức hóa những lời họ nói. Một khi tôi chính thức hóa những lời anh nói, nó thành, tôi biến cái đó thành bằng chứng là anh chết với tôi nữa. Anh không tin thì hỏi Việt Tân đó, hỏi ông Đỗ Hoàng Điềm. Thực sự trong cái việc này đó, chính quyền Canada họ thật lòng hợp tác với Nguyễn Thanh Tú nhiều không, Nguyễn Thanh Tú? Không nói được anh. Không nói. Ok. anh tự suy nghĩ, anh tự gọi là imagination. Không sao trong cái việc mà đang đi investigate, mà cái nào Nguyễn Anh Tú trả lời được cứ trả lời, còn cái nào không, Sino không sao hết. Nguyễn Vũ hiểu về điều này. Ok. Bây giờ tóm lại nha, đây là câu hỏi last question. Để tôi trả lời cái câu đó như vậy. Ok. Anh nên nhớ như vậy. Những cái cơ quan có thẩm quyền cao tôi đã nói và đang làm việc với. Còn những chính trị gia mà gọi tới liên lạc tôi đó, tôi từ chức không làm việc với họ. Đây là những thượng nghị sĩ này ở Canada, tôi đã từ chức. Là tại sao? Theo cái tiêu chuẩn, cái cách thức làm việc đó, một khi mà họ đã những cái cơ quan thẩm quyền vào, nhúng tay vào, những cái chính trị gia không vô hiệu, không có giá trị gì cả, không có ảnh hưởng gì cả. Tại vì họ có cái process, cái cách thức họ làm việc. Còn mấy anh ngày nay chính trị gia, ngày mai anh về nhà nuôi vợ thôi, không có quan trọng. Thành ra
Tôi nói sơ như vậy đó anh Hiệu. Ok. Từ ngày cái hành trình Nguyễn Anh Tú đang đi bắt đầu đến nay là bao lâu rồi? 3 năm rồi anh. Từ 3 năm. Lúc mà cái phim ra. Dạ. Ba năm qua. Đúng rồi. Nguyễn Anh Tú có nhận được bị cái sự hăm dọa nào không, và những cái hăm dọa đó có giữ lại được làm bằng chứng không? Anh ơi, họ dọa tôi lắm. Tôi nói anh, tôi chia sẻ cái này với cộng đồng Việt Nam ở trong và ngoài nữa. Anh nên nhớ là 43 năm tôi ở đây, tôi sống trong cái xã hội và trưởng thành trong xã hội người da trắng thì đúng hơn. Mà ngày nay họ áp dụng với gia đình tôi và gia đình là bố tôi, năm 36 năm trước họ áp dụng, tôi gọi là cái chiến dịch Phụng Hoàng. Nếu mà không ai hiểu cái chiến dịch Phụng Hoàng là gì đó, look it up. Anh tìm Google sẽ biết liền. Cái đó là cái chiến dịch mà của CIA ngày xưa dành ra đi tìm bất cứ ai không cần biết, hãy anh nhìn giống mà Việt Cộng mặc đồ đen, tự hình giết, là biết bao nhiêu người vô tội chết. Họ áp dụng cái chiến dịch gọi là Phụng Hoàng với tôi trên đất nước Mỹ. Là họ nói là tôi là cộng sản, vì thế tôi cần phải bị tiêu diệt, giết đó. Luôn giống như bố tôi, cha nào con ấy, họ áp dụng như vậy. Mà cái cách mà họ nói chuyện dọa nhiều lắm anh. Nếu mà anh lên mấy cái anh thấy họ dọa. Nhưng mà trong Facebook rồi mấy cái YouTube ấy, thì những người ủng hộ tôi nhiều lắm. Họ lên tiếng, tôi thì tôi không có lên tiếng gì cả. Mỗi khi mà anh gọi cái chữ cộng sản, nói với tôi cái cộng sản đó không phải là cái gọi là cái chụp mũ. Mà một khi anh gọi tôi cộng sản, cái chữ cộng sản cho tôi thấy là anh bất lực. Anh bất lực tại sao? Tại vì nếu anh Nghị Vũ ngồi xuống, anh muốn gọi là debate, thảo luận với tôi đó, anh phải có bằng chứng. Mà có bằng chứng chưa chắc là anh có thể ráp lại để gọi là lập luận với tôi được. Nó khó lắm, nó đòi hỏi phải có suy nghĩ một tí kiến thức. Bởi vì về cái chữ, anh dùng cái văn tục với lại cái chụp mũ tôi và cộng sản, hai cái việc đó không cần phải suy nghĩ và không cần kiến thức. Cho tôi thấy là các anh bất lực. Tôi thấy như vậy, tôi thấy tôi chiến thắng. Mời anh. Nhưng mà họ dọa anh, những cái dọa tôi đã đưa cho FBI hết rồi. Ok. Họ tới nhà tôi, họ để những cái note trên những chiếc xe tôi. Họ nói là tôi đã biết anh ở đâu. Và cái số phận anh sẽ như số phận của bố anh khi xưa. Ok. Hai Nguyễn Anh Tú. Dạ. Câu cuối cùng. Cái mục đích của Nguyễn Anh Tú đi trên hành trình này, nó sẽ có hai điều xảy ra. Như vậy điều gì sau cùng nha giải tán được? Và điều gì sau cùng chặn đứng toàn bộ được những gì mà họ đã đi từ lâu nay? Như vậy kết quả. Dạ, để tôi nói. Khoan, cho final cái question. Kết quả là gì? Có thể là qua phán quyết của tòa đưa ra bằng chứng và một cái warning chặn đứng từ nay các bạn không nên làm như vậy nữa. Hoặc giá, cái giá quý vị phải ở tù. Thì trong hai trường hợp này, theo Nguyễn Anh Tú, trường hợp nào xảy ra? À tù, không có cái chuyện mà cảnh cáo, các anh warning. Họ làm như vậy mà cảnh cáo được, nó không được. Không có chuyện này, tôi không có vận động, tranh đấu cái này để rồi họ bị warning. No, tôi muốn họ ở tù. Một khi anh cồng tay một người nào đó là anh cho tôi dằn mặt cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Các anh hãy nhìn đây. Từ nay trở đi, những cái gì các anh làm phải nhớ 3 chữ Nguyễn Thanh Tú, can ở tù. Tôi không có cái chuyện mà warning, anh nên nhớ. Tôi không có làm việc để đòi để warning, không. Phải ở tù, đó là cái câu mà tôi xin trích lại cái người mà thẩm quyền người da trắng ngồi trước mặt tôi. Nói như vậy, phải có người ở tù, họ phải ở tù. Nói như vậy đó. À, còn nói về sơ đó, cái hành trình tôi nó gian nan, rất là cô đơn, mà khổ anh. Khổ vì tôi nói thật cho nó, nếu mà tôi thất bại, tôi phải thất bại vì tài chính mà thôi. Vì, tại vì những cái số tiền đó là từ túi mà tôi ra. Thì anh ở Mỹ anh biết cái 401k là gì rồi. Tôi gia đình tôi hy sinh nhiều lắm. Cái tiền túi từ ra đó. Mà nếu mà thất bại là vì tài chính, chứ không phải là tại vì tôi đầu hàng. Tôi với bố tôi đó, cái từ ngữ mà lùi hay là đầu hàng hay là rút lui hàng không có. Không có trong cái từ điển đó. Nhưng mà nói thật là cho anh nghe, thì mình phải thực tế. Tài chính sẽ là một cái vấn đề to với tôi. Sẽ là cái vấn đề mà sẽ handicap tôi. Ok. Yeah. Nếu mà Nguyễn Anh Tú không trình bày sự khó khăn này đó, thì Nguyễn Vũ cũng sẽ không có đề cập gì cả. Như vậy, qua cái khó khăn mà Nguyễn Anh Tú vừa trình bày như vậy đó, thực sự Nguyễn Anh Tú có cần
cái sự hỗ trợ nào của cộng đồng người Việt không? Cần chứ, cần về ví dụ, cái hỗ trợ, ví dụ tài chính, cái đó là tôi cần nhất. Anh nên nhớ là tôi đi nhiều lắm. Cách nào? Mà cách mỗi nào? Khi tôi đi tháng tôi đi Việt Nam, tôi đi Thái Lan, tôi đi Canada. Canada tôi sẽ ở tới 3 tháng. Cách nào? Có nghĩa là phải nhà cửa. Anh nói chi? Tức là nếu cái sự hỗ trợ từ người Việt như vậy, làm cách nào để họ hỗ trợ được cho Nguyễn Thanh Tú bằng cách nào? Anh có thể gửi tới cho cái một là PayPal, hay là PayPal tôi nghĩ là dễ nhất. Tại vì tôi có set up cái PayPal đó anh. Họ vô đâu để có PayPal? Cái PayPal là rất dễ. Anh đánh vô cái email gọi là cônglýchodạmphong@gmail.com là xong. cônglýchodạmphong@gmail.com. Có nghĩa là qua cái địa chỉ email đó là cái PayPal họ gửi tới, là mọi người đã gửi đúng cái account cho Nguyễn Thanh Tú, đúng không? Đúng vậy. Ok, đó là câu hỏi cuối cùng. Và dĩ nhiên chúc cho Nguyễn Thanh Tú có đầy đủ sức khỏe, và cái kết quả từ nay tới cuối năm 2019 đó sẽ không dài lâu. Và đó là những gì mọi người đang chờ đợi. Anh cho tôi vài lời trước khi tôi đi. Tôi chỉ mong mọi người hãy yên tâm, bình tĩnh và ngồi coi tôi làm việc. Và đừng có lo gì cả, hãy tin cậy vào tôi làm việc. Nói rồi thôi. Không. Tôi xin chào anh Nguyễn Vũ và cảm ơn. Hẹn gặp lại khán thính giả. Cái câu mà cái câu mà hay nhất bữa nay trước khi mà tạm biệt đó, mà mấy bà sẽ nhớ mãi Nguyễn Thanh Tú là gì biết không? Đố Nguyễn Thanh Tú. Câu gì? Không, mà thật tình tôi về Việt Nam tôi khen phụ nữ Việt Nam. Mỗi lần tôi muốn cái gì tôi nói các chị rất là xinh, rất đẹp. Anh chỉ có người em hay người tôi giới thiệu cho bạn bè mà là họ nói hết. Cái anh coi trong cái video đó họ nói hết, tự động khai hết. Ok Nguyễn Thanh Tú, take care. Bye bye. Ok quý vị, bây giờ để tôi lại giải đọc cái điều Nguyễn Anh Tú vừa trả lời đó, để tránh sự hiểu lầm, ok? Cái điều Nguyễn Anh Tú nói là thật, và vấn đề tôi chửi cũng là thật. Nhưng mà đơn giản là sao? Tại thỉnh thoảng Nguyễn Anh Tú đi đó, thỉnh thoảng mới gặp một vài người đẹp, cho nên Nguyễn Anh Tú cần phải khen. Còn với tôi đó, tôi là người đã làm cho các bà tất cả đều đẹp, cho nên tôi không cần khen. Đây là hai sự khác biệt, và điều nào cũng đúng cả. Ok, tôi là người sinh ra để làm đẹp cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam, tôi khen chi nữa. Và tôi, nếu còn một điều gì để tự hào cho dân tộc Việt Nam, một điều duy nhất, đó là những cô gái Việt Nam là một người phụ nữ Việt Nam đẹp nhất đối với tôi. Tôi khen chi nữa. Vì vậy, tôi nhớ mãi câu mà cái ngày mà tôi đến đảo Bolobidong, và có một ký giả người Úc họ nói với tôi thế này. Hay Nguyễn Vũ, ước gì đó mà tôi được nấp dưới cái nụ cười của những người phụ nữ Việt Nam. Wow! Không còn một câu nào hay hơn đối với tôi. Và mấy chục năm qua, tôi vẫn mang câu nói đó để tôi chiêm nghiệm về một người phụ nữ Việt Nam. Vì thực sự lúc đó tôi chưa trưởng thành đủ để tôi cảm nhận về câu nói đó. Vì cái thời mà tôi qua Bi Đông quý vị, các ký giả từ bên Úc, Canada, kể cả Mỹ, họ tiếp xúc với tôi rất là nhiều nha. Kể cả các cha, các sơ đến đảo làm việc đó. Vì sao? Tàu của tôi bị cướp biển, và tôi là người hoạt động rất là năng nổ, ok? Cho nên họ tiếp xúc với tôi rất là nhiều. Và đó là câu nói tôi nhớ mãi, và tôi muốn tặng lại cho những người đàn ông Việt Nam. Hãy nói với những người phụ nữ Việt Nam khi mà họ vừa khóc vừa cười, rất đẹp.
Cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam là gì? Buồn vui cũng khóc, sướng cũng khóc, khổ cũng khóc, nghèo cũng khóc, giàu cũng khóc, và giữa đêm khuya cũng khóc. Lấy chồng cũng khóc, không lấy chồng cũng khóc, sướng cũng khóc. Chết mẹ ơi, mẹ thằng con nạn, chết con mẹ ơi, chết con mẹ ơi. Cũng khóc. Đó là phụ nữ Việt Nam. Cho nên, để mà trước khi kết thúc chương trình hôm nay, tôi nói lại cho rất rõ, và câu nói của Nguyễn Thanh Tú là câu nói rất thật. Và riêng tôi không cần phải khen. Tại vì sao? Tôi làm đẹp cho mấy bà tôi khen gì nữa? Trong mắt tôi, không ai xấu cả. Và tôi hiểu mấy bà đến cái độ mà lắc lắc cái mông. Tôi cũng biết đẻ hay chưa, tôi khen cái gì nữa. Vì vậy không có điều gì lầm lẫn trong câu nói của Nguyễn Thanh Tú. Và tất cả hai đều đúng. Thì bây giờ cái còn lại là gì? Tôi chỉ còn chửi mấy bà nữa thôi chứ khen cái gì nữa. Ok, tiếp theo. Hồi nãy là một gia đình từ Việt Nam gửi một lá thư cho bà Khúc Minh Thơ và 500 tiền cash. Bên cạnh đó một lá thư của Minh Huỳnh ở Arizona, 100 đô. 100 đô này cũng gửi cho bà Khúc Minh Thơ mà lại ký tên cho tôi. Ok. Như vậy là cái này tới tại sao gửi bà Khúc Minh Thơ mà là ký tên tôi thì tôi lại phải xin lỗi, gửi cho bà Khúc Minh Thơ 100. Bà Khúc Minh Thơ 100. Và lá thư là gì? Gia đình chúng tôi chân thành kính gửi đến bà cùng gia quyến lời chúc sức khỏe an khang, mọi sự tốt lành nhất trong năm mới. Cũng mong bà nhận nơi đây lòng tri ân chân thành nhất của chúng tôi, một gia đình HO trước nỗ lực không ngừng nghỉ của bà trước đây đối với chính phủ Hoa Kỳ nhằm định cư những tù nhân chính trị như chúng tôi tại Hoa Kỳ. Như vậy 400 này đó là gửi cho tôi. Ok. Ngụy Vũ Radio. Và bà Khúc Minh Thơ 100 của gia đình của Minh Huỳnh rất là rõ ràng. Ok. Ủa xin lỗi, không có. 400 này là của cái bì thư khác. Của Tân John chứ. Rồi như vậy là xin lỗi nha, gia đình của Minh Huỳnh 100, bà Khúc Minh Thơ là riêng biệt, không có dính gì tới vụ 400. Tôi cầm tùm lum quá. 400 này của gia đình Tân John ở Las Vegas, Nevada. Đi kèm với một cái thiệp là trong này là để như là cảm ơn tôi và support cho những cái chương trình tôi đã phục vụ, những cái commentary của tôi trong vấn đề tin tức. Cùng chúc tân xuân thành công, bình an, mạnh khỏe. Của cái thư của gia đình Tân John từ Las Vegas, tức là 400 này là họ cho tôi. Ok, như vậy tổng cộng hôm nay bà Khúc Minh Thơ là 500 của gia đình HO từ Việt Nam và 100 từ Arizona là 600 đô. Tôi sẽ liên lạc với bà Khúc Minh Thơ. Ok. Bên cạnh đó hôm nay đó quý vị, có thêm một vài cái lá thư mà trong này đó quý vị có một bà để cái nickname là cái gì, bà nhà quê. Bà mới trả lời đi kèm một cái lá thư ngày hôm qua đó, có người viết cho tôi đó là Ngụy Vũ là ai. Thì cái bà nhà quê này, bà mới trả lời thế này: xin được đóng góp một nụ cười, Ngụy Vũ ông là ai, ông có phải là hiền nhân hay là ác ma? Ông đã khiến cho bọn quỷ đỏ cộng sản xã hội chủ nghĩa phải e dè khi bị ông giải độc.
Ngụy Vũ, ông là ai? Ông có phải là một thiền sư bắt ma, chuyên đi bắt những con ma cái như là ma cái già xấu xí Pelosi, Hillary, ma cái trẻ như là Ocasio-Cortez, hay những ma đực gian xảo như Chuck Schumer, Obama, Bernie Sanders? Ngụy Vũ, ông là ai? Ông có phải là một tay gan to thứ thiệt, hay ông là một hiệp khách trừ gian diệt bạo? Ông đã khiến cho bọn truyền thông khỉ đẻ, sợ đến nín đẻ. Bọn thổ tả này hãi đến teo chim, đau hơn bị thiến khi nghe ông chửi. Ngụy Vũ, ông là ai? Ông là ông lấy đò hiền hòa dễ mến của các cụ già, hay ông là ông kinh của thiên thần bé nhỏ măng côi? Ngụy Vũ, ông là ai? Ok quý vị, đó là tất cả những gì trong The King Show ngày hôm nay chúng tôi đã cố gắng chuyển tải đến cho quý vị. Và chắc chắn chương trình này sau 12 giờ chúng tôi sẽ pop up trên cái diễn đàn, trong cái trang nguyvũradio.com, cũng như tôi sẽ bỏ lên YouTube. Còn cái việc mà quý vị muốn chuyển tải đến cho tất cả thế giới này, đó là chuyện của quý vị. Trong chương trình phỏng vấn Nguyễn Thanh Tú, trong chương trình The King Show ngày hôm nay.